thưa quý vị khán thính giả là truyền hình hbtn rất nhiều người muốn thực hiện nghĩa cử cao đẹp hiến tế bào mầm để cứu sống những người đang bị bệnh ung thư máu. Sau khi đài truyền hình HBTN phát hình phóng sự giấc mơ được hiến tỷ của Beatrice đã thành hiện thực, đã gây xôn xao dư luận và làm xúc động lòng người. Khi mà coi được cái, cái chuồng băng mà vào về của em bé lên và gặp gặp người người người, người ân nhân thì mình coi mình nước mắt mình rơi, mình rất là rất là vui, rất là hãnh diện, rất là mừng. Thưa cô, cách thức làm thế nào để thực hiện lấy mẫu tế bào để thử là tham gia hiến tủy thưa quý vị đây là cái văn phòng chính của hồi hiến tủy cho cái tế bào mầm cho những người uh, ở góc á châu đó anh hồi đó kêu là aadp có nghĩa là asian american donor thưa quý vị là quý vị hãy gửi gọi điện thoại số 1 800 đây đây là Asian American Donor họ cũng có thể gửi cái kit về nhà cho anh và có bao thơ đàng hoàng chứ anh là mình chỉ cần một mẫu đơn mình khai cái lý lịch như là địa chỉ nhà ở rồi một cái số điện thoại những cái liên quan cần thiết mình về sức khỏe mình như thế nào tương đối như thế nào sau đó thì có bốn cái kia bông gòn quẹt vào bên trong cái gò má để lấy cái mẫu tiểu cầu. Rồi khi mà làm như vậy xong rồi bỏ cái trong cái một cái bao thơ gửi về lab thì về lab nó phân loại ra là mình thuộc những cái loại máu nào, cái tủy bào nào. À, có như vậy thôi. Số lượng người gốc Việt ghi danh hiến tủy hiện nay rất ít. Trong số 816.000 người ghi danh hiến tủy thì có chưa tới 4% là người gốc Việt. Chỉ có những người ở lứa tuổi từ 18 đến 44 tuổi mới được tham gia chương trình hiến tế bào mầm. Thưa quý vị, việc hiến tế bào mầm của máu rất còn xa lạ đối với người Việt của chúng ta, nhưng thực tế rất đơn giản vì sự tiến bộ của khoa học hiện nay, việc hiến tủy không phải là lấy tủy từ xương mà lấy tủy từ máu một cách rất là đơn giản. Còn việc lấy mẫu tế bào để thử thì lại còn đơn giản hơn. Chỉ cần một cây bông gòn để vào miệng cũng lấy được. Thưa quý vị, để biết thêm những chi tiết làm thế nào để hiến tế bào mầm, Vũ Nhân đang có mặt tại văn phòng của bà giám đốc AADP. Chúng tôi thiết tha kêu gọi mọi người Việt Nam hãy giúp cộng đồng của mình bằng cách tham gia chương trình hiến tế bào mầm. Chúng tôi hiến tế bào mầm seven or you can just email us at atadp.org thưa quý vị một lời nói hay không bằng một nghĩa cử cao đẹp chúng ta hãy cùng nhau gian rộng vòng tay nhân ái sẵn sàng tham gia hiến tặng tế bào mầm để mong cứu sống thêm những người đang trong căn bệnh hiểm nghèo Vũ nhân chương trình cho ra truyền hìnhbtn.